Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của game này nó yêu cầu các bạn là phải kiếm được 19M các bạn. Các bạn phải kiếm được 19M tiền á thì các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm này nhé. Cách chơi thì cũng dễ các bạn. Tuy coi thì dạng này nó khá giống những cái tự game trước, kiểu như block với lại con mèo với lại con chó các bạn. Kiểu các bạn cứ mở xong rồi nó sẽ rơi ra, và rơi ra xong các bạn đi cho con mèo này ăn thôi. Các bạn có thể chơi obby để mà nó nhân 2 tiền nha các bạn. Nhưng mà cái obby của game này nó lạ lắm các bạn à. Các bạn vào chơi hoặc là các bạn xem video là các bạn sẽ hiểu nhé. Obby này nó lạ lắm. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.